Ai, mới mua MacBook Air mới à? Anh mới mua hôm qua. Mua new siêu luôn, chuyển à? Không, tao mua 99 à. Ủa rồi sao mua new siêu? Ủa vậy rồi con này nhiêu tiền? Con này anh mua có hơn 21 triệu à, mới dư ra được miếng tiền dắt mày đi ăn rửa máy chứ còn gì nữa. Cũng hợp lý á. Còn bây giờ để mình nói những cái điểm mạnh của em nói cho các bạn biết nha. Vô video thôi. Chắc hẳn các bạn cũng biết là MacBook có rất là nhiều điểm mạnh, nhưng mà để mình liệt kê một số điểm mạnh mình cảm thấy là quan trọng nhất của em nó cho các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ nói về thiết kế và cấu hình của em nó. Sử dụng chip M1 với 8 nhân CPU và 7 nhân GPU. Vì có cấu hình ít hơn dòng ROM 1 nhân GPU và không có quạt tản nhiệt nên MacBook Air M1 có thiết kế nhìn mỏng nhẹ hơn và gọn hơn hẳn so với các dòng ROM. Hiệu năng của chip M1 thì bá cháy luôn rồi các bạn. Cực kỳ phù hợp với các bạn làm công việc văn phòng, mở nhiều tab để giải quyết công việc mà không hề bị đơ hay giật lag gì nha. Không phải chỉ mở tab lướt web không đâu mà các tab đó các bạn cũng có thể mở video xem vô tư luôn nè. Chắc hẳn các bạn cũng biết là trên các dòng ROM sẽ được trang bị quạt tản nhiệt, còn các dòng E thì không có. Do không trang bị quạt tản nhiệt vì thế là giúp nhà sản xuất giảm tải một ít trọng lượng trên em nó, nhẹ hẳn hơn 100g so với dòng ROM. Nếu các bạn chỉ lướt Facebook hay xem YouTube thì không phải lo lắng vì bị máy quá nóng. Tiếp đến chính là màn hình của em nó nha các bạn. Với độ phân giải là 2K với tấm nền IPS Retina Display và độ sáng là 400 nits. Chất lượng hiển thị của MacBook Air M1 mình thấy rất sắc nét và màu sắc hiển thị của nó rất chính xác. Độ chuẩn màu của MacBook xưa nay thì không cần phải bàn cãi rồi. Nói chung là cũng không khác gì trên MacBook Pro M1 luôn nha. Về độ sáng của em nó thì thua MacBook Pro M1 100 nits thôi, nhưng trên thực tế thì mọi người dùng trong nhà thì độ sáng giữa hai máy vẫn không khác biệt gì đâu. Di chuyển qua phần trackpad nha các bạn. Mặc dù trackpad của MacBook Air sẽ nhỏ hơn dòng Pro một chút nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Công bằng mà nói thì nếu chỉ tính riêng phần này thì nhà táo chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Trackpad trên cả dòng Air hay Pro luôn mang đến cảm giác sử dụng hoàn hảo cho người dùng. Sử dụng bàn phím Scissor Switch hay còn gọi là bàn phím cắt kéo. Ở các đời 2016 đến 2019 thì Apple sử dụng bàn phím Butterfly hay còn gọi là cánh bướm. Hành trình phím rất ngắn, gõ sẽ tạo cảm giác rất khó chịu cho người dùng. Nhưng sau khi lắng nghe ý kiến của người dùng thì Apple đã thay đổi là bàn phím Scissor Switch trên MacBook 16 inch 2019 đến giờ. Có nghĩa là MacBook Air M1 hiện tại đã xài bàn phím cắt kéo rồi nhé các bạn. Cũng tương tự trên MacBook Pro M1 một xí thôi. Bên thân máy bên trái thì sẽ có 2 cổng kết nối Thunderbolt 3, nhưng mà bên phải thì chỉ có một cái jack tai nghe 3.5 thôi nha các bạn. Nãy giờ mình đã nói về những điểm mạnh của chiếc MacBook Air M1 này, còn bây giờ mình sẽ chia sẻ lý do tại sao các bạn phải bỏ tiền ra mua em nó thay vì lựa chọn cái dòng laptop Ultrabook của cái nhà Windows nha. Đầu tiên chắc chắn là giá tiền. Hiện tại MacBook Air M1 99% đang được bán khoảng từ 21 đến 23 triệu. Trong tầm giá này sẽ có các dòng Ultrabook của Windows cạnh tranh như là Asus VivoBook 14 OLED, ThinkPad của Lenovo hay là MateBook của Huawei. Nhiều sự lựa chọn như thế đấy nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn tại sao phải lựa chọn MacBook, vì biết sao giờ các bạn, mình lỡ thích nó quá rồi mà. Tiếp đến mình sẽ nói về phần pin nha. Pin thì sẽ dao động từ 8 tới 10 tiếng tùy thuộc vào cái độ sáng màn hình mà các bạn để đó. Thông thường thì mình sẽ để chỉ khoảng 50% thôi nhưng vẫn đảm bảo đủ độ sáng và hình ảnh sắc nét để làm việc. Với việc chỉ để khoảng 50% độ sáng thì con số on screen của mình lên tới hơn khoảng 10 tiếng lận cơ, chứ không chỉ 8 tới 10 tiếng không đâu. Tất nhiên con số 8 tới 10 tiếng này hiện tại là một số dòng laptop Windows đã làm được rồi. Cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất mà mình muốn nói tới chính là hiệu năng khi chạy pin của em nó. Trên các dòng laptop Windows các bạn có thể thấy là khi các bạn vừa cắm sạc mà vừa xài á thì nó sẽ cho hiệu năng tối đa luôn, nhưng mà chỉ khi các bạn vừa rút sạc ra thôi thì các bạn sẽ cảm giác giống như là màn hình nó sẽ giật một xíu nè, rồi độ sáng màn hình tự nhiên nó sẽ tối lại này kia. Còn trên các dòng MacBook thì không bao giờ xảy ra hiện tượng này đâu các bạn. Tổng kết lại thì đây là một chiếc laptop rất đáng mua luôn các bạn. Rất là phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hay là nhân viên văn phòng rồi đó. Còn đối với các bạn mà muốn mua nó về để xử lý như là hình ảnh, thiết kế đồ họa hay là edit video này kia thì em nó chưa thể đáp ứng được hết đâu. Nói chung chip M1 thì mạnh đó, nhưng mà nó sẽ mạnh ở cái phần tiết kiệm pin nha các bạn. Do không có trang bị quạt tản nhiệt nữa nên là sẽ không lo bị nóng. Nhưng mà không nóng ở đây là do các bạn sẽ lướt web hay là sử dụng các thao tác văn phòng đơn giản thôi. Còn các bạn edit video mà nặng quá thì máy nó vẫn sẽ hơi có nóng nha các bạn. Đó là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc MacBook Air M1 này. Hiện tại nếu các bạn có muốn mua thì sẽ có 2 sự lựa chọn, đó là mua new siêu hoặc mua light new. Theo mình thì mua cái nào cũng tốt hết các bạn, quan trọng là phù hợp với túi tiền của các bạn hay không thôi. Các bạn nhớ comment cho tụi mình biết ý kiến của các bạn nha. Nhớ like và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.